Xin chào anh em, chào anh em quay lại với kênh xe dầu của em ạ. Lời đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ tổng hợp về giá xe cho anh em về dòng xe Toyota. Chiếc xe bên dòng xe Toyota thì nó đang có những chiếc xe Toyota Cross như mình đang xem đấy ạ, hay là chiếc xe Toyota Wigo, Toyota Vios, chiếc xe Altis, Camry, Rad và Toyota Fortuner ạ. Cũng như là video này em sẽ tính luôn cho về tổng trên bánh cho em Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhá, để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì mới đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe giờ còn sẽ chuyên về giá xe, tổng nó bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, sẽ phép được đi vào vấn đề chính luôn nhá. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Toyota Vios G số tự động với giá miếc của nó đang là 581 triệu ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại trong tháng 9 này thì chiếc xe Toyota Vios G số tự động này lăn bánh Hà Nội đang là 616 triệu, trả góp thì đang là 204 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 586 triệu, trả góp thì đang là 175 triệu. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 604 triệu, trả góp thì đang là 192 triệu ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Toyota Vios E số tự động ạ. Với giá biết của nó đang là 531 triệu ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại trong tháng 9 này thì chiếc xe Toyota Vios E số tự động này lăn bánh Hà Nội thì đang là 567 triệu, trả góp thì đang là 189 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 538 triệu, trả góp thì đang là 161 triệu. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 556 triệu, trả góp thì đang là 178 triệu ạ. Ngoài ra vẫn tặng cho em là thêm một camera hành trình nữa đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Toyota Vios E số sàn ạ. Nó bản thấp nhất của dòng xe Toyota Vios đấy ạ. Với giá miếc của nó đang là 478 triệu ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại trong tháng 9 này thì chiếc xe Toyota Vios E số sàn này lăn bánh rồi đang là 511 triệu, trả góp thì đang là 172 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 483 triệu, trả góp thì đang là 145 triệu. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 501 triệu, trả góp thì đang là 162 triệu ạ. Và vẫn tặng cho em thêm chương trình của nhà máy, đó chính là tặng cho em là camera hành trình nữa nhá. Đó. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Wigo bản G số tự động ạ. Với giá miếc của nó đang là 384 triệu ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt trong tháng 9 này thì chiếc xe Toyota Wigo bản số tự động này lăn bánh Hà Nội thì đang là 432 triệu, trả góp thì đang là 147 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 407 triệu, trả góp thì đang là 121 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 425 triệu, trả góp thì đang là 139 triệu anh em nhá. Ngoài ra vẫn tặng cho anh em đó chính là tặng cho em một bộ phim cách nhiệt này, trải sàn da này, camera hành trình và một bộ ghế da anh em nhá. Đó. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Wigo bản số sàn. Với giá miếc của nó đang là 352 triệu ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 9 này thì chiếc xe Toyota Wigo bản số sàn này lăn bánh Hà Nội thì đang là 397 triệu, trả góp thì đang là 136 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 372 triệu, trả góp thì đang là 111 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 390 triệu, trả góp thì đang là 129 triệu anh em nhá. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Corolla Altis bản 1.8G ạ. Với giá miếc của nó đang là 763 triệu ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt trong tháng 9 này thì chiếc xe Corolla Altis bản 1.8G này lăn bánh Hà Nội thì đang là 825 triệu, trả góp thì đang là 257 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 792 triệu, trả góp thì đang là 223 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 810 triệu, trả góp thì đang là 241 triệu anh em nhá. Ngoài ra vẫn tặng cho anh em thêm chương trình của Toyota Việt Nam, đó chính là tặng cho em là 25 bảo hiểm thân vỏ nữa đấy ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Corolla Altis bản 1.8E. Với giá miếc của nó đang là 733 triệu ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 9 này thì chiếc xe Toyota Corolla Altis bản 1.8E này lăn bánh Hà Nội đang là 792 triệu, trả góp chỉ cần bỏ ra với giá đang là 247 triệu thôi ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 759 triệu, trả góp thì chuyển bỏ ra với giá đang là 214 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 777 triệu, trả góp thì đang là 232 triệu anh em nhá. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Toyota Camry 2.5Q Lỗ bản cao cấp nhất của dòng xe Toyota Camry đấy ạ. Với giá biết của nó đang là 1 tỷ 235 triệu ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại trong tháng 9 này thì chiếc xe Toyota Camry 2.5Q này lăn bánh Ấn Độ đang là 1 tỷ 376 triệu, trả góp thì đang là 426 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 333 triệu, trả góp thì đang là 383 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 351 triệu, trả góp thì đang là 401 triệu anh em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Camry 2.0G với giá miết của nó đang là 1 tỷ 029 triệu ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại trong tháng 9 này thì chiếc xe Toyota Camry 2.0G này lăn bánh Ấn Độ đang là 1 tỷ 130 triệu, trả góp thì đang là 354 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 092 triệu, trả góp thì đang là 316 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 110 triệu, trả góp thì đang là 334 triệu anh em nhá. Với giá niêm yết của nó đang là 633 triệu ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại trong tháng 8 này thì chiếc xe Toyota Cross này lăn bánh Ấn Độ đang là 702 triệu, trả góp thì đang là 227 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 671 triệu, trả góp thì đang là 197 triệu. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 689 triệu, trả góp thì đang là 214 triệu. Ngoài ra vẫn tặng cho anh em là 1 năm bảo hiểm tới nữa anh em nhá, 1 năm bảo hiểm tới vỏ đấy ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Cross bản G ạ, nó bản thấp nhất của dòng xe Toyota Cross đấy ạ. Với giá miết của nó đang là 720 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán đúng giá cho em là với giá đang là 720 triệu anh em nhá. Ngoài ra sẽ vẫn là tặng cho em các phụ kiện, vẫn tặng cho em phụ kiện nhá. Như là một số các cái tháng thì có thể là vẫn phải cộng tiền, cộng thêm nó rơi vào tổng 2 đến 30 triệu. Nhưng mà chắc chắn em với giá tháng này thì sẽ không phải cộng nên mình nhá. Không phải cộng được ạ, và vẫn còn phải quà còn phải tặng thêm cho anh em nữa đấy ạ. Lăn bánh Ấn Độ giờ đang là 829 triệu ạ. Trả góp thì đang là 262 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 796 triệu, trả góp thì đang là 229 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 814 triệu, trả góp thì đang là 247 triệu ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Cross bản V. Bản này thì đang là được rất nhiều anh em lựa chọn đấy ạ. Với giá miếc của nó đang là 820 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán đúng giá cho em nhá. Không cộng thêm mà cũng không giảm giá mà bán đúng giá cho em. Và ngoài ra vẫn tặng cho em các phụ kiện ở đây ạ. Lăn bánh Ấn Độ thì đang là 941 triệu, trả góp thì đang là 295 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 906 triệu, trả góp thì đang là 261 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 924 triệu, trả góp thì đang là 278 triệu anh em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Cross bản hybrid là bản cao cấp nhất của dòng xe Toyota Cross đấy ạ. Với giá miếc của nó đang là 910 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán đúng giá anh em nhá. Đó, còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết bánh nào thì gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Lúc đấy giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Toyota Cross bản hybrid này lăn bánh Ấn Độ đang là 1 tỷ 042 triệu, trả góp thì đang là 325 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 005 triệu, trả góp thì đang là 289 triệu em nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 023 triệu, trả góp thì đang là 306 triệu anh em ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu bản 2 cầu, nó bản cao cấp nhất của dòng xe Toyota Fortuner bản thường đấy ạ. Với giá miếc của nó đang là 1 tỷ 388 triệu ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại rất là đặc biệt trong tháng 9 này thì chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu bản 2 cầu lăn bánh Ấn Độ giờ đang là 1 tỷ 522 triệu, trả góp thì đang là 471 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 477 triệu, trả góp thì đang là 426 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 495 triệu, trả góp thì đang là 444 triệu ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Fortuner máy xăng bản 2 cầu ạ. Với giá miếc của nó đang là 1 tỷ 230 triệu ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 9 này thì chiếc xe Toyota Fortuner máy xăng bản 2 cầu này lăn bánh Ấn Độ đang là 1 tỷ 385 triệu ạ. Trả góp thì đang là 427 triệu. Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 343 triệu, trả góp thì đang là 385 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 361 triệu, trả góp thì đang là 403 triệu anh em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Fortuner máy xăng bản 1 cầu số tự động ạ. Với giá miếc của nó đang là 1 tỷ 130 triệu ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại trong tháng 9 này thì chiếc xe Toyota Fortuner máy xăng bản 1 cầu này Lăn bánh nội đang là 1 tỷ 273 triệu, trả góp thì đang là 394 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 233 triệu, trả góp thì đang là 354 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 251 triệu, trả góp thì đang là 372 triệu anh em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu bản số tự động bản 1 cầu ạ. Với giá miếc của nó đang là 1 tỷ 080 triệu ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại trong tháng 9 này thì chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu bản 1 cầu số tự động này lăn máy nồi đang là 1 tỷ 177 triệu, trả góp thì đang là 369 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 138 triệu, trả góp thì đang là 330 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 156 triệu, trả góp thì đang là 348 triệu anh em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu bản số sàn, nó bản thấp nhất của dòng xe Toyota Fortuner đấy ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại trong tháng 9 này thì chiếc xe Toyota Fortuner bản số sàn máy dầu này lăn bánh nội đang là 1 tỷ 087 triệu, trả góp thì đang là 342 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 049 triệu, trả góp thì đang là 304 triệu. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 067 triệu, trả góp thì đang là 322 triệu anh em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về chiếc xe về dòng xe Legender. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Fortuner bản Legender máy dầu bản 2 cầu. Bản này sẽ là cao cấp nhất của dòng xe Toyota Fortuner đấy ạ. Với giá miếc của nó đang là 1 tỷ 426 triệu ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 9 này thì chiếc xe Toyota Fortuner bản Legender bản 2 cầu này lăn bánh Hà Nội đang là 1 tỷ 565 triệu, trả góp thì đang là 484 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì là 1 tỷ 518 triệu, trả góp thì đang là 437 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 1 tỷ 536 triệu, trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 455 triệu thôi anh em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Fortuner bản Legender bản máy dầu bản 1 cầu ạ. Với giá miếc của nó đang là 1 tỷ 195 triệu. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại trong tháng 9 này thì chiếc xe Toyota Fortuner bản Legender 1 cầu này lăn bánh Hà Nội đang là 1 tỷ 306 triệu, trả góp thì đang là 407 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 264 triệu, trả góp thì đang là 365 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 282 triệu, trả góp thì đang là 383 triệu.